Trong tập trước, Phong Cận đã cùng với hội anh em là Chiron và Mr. Vịt đã cùng nhau đi đến thế giới phép thuật để tìm kiếm và đem cho bằng được bông hoa hồng quý hiếm mà Sammy rất là thích để có thể giúp cho Phong Cận tỏ tình Sammy. Bọn họ đã phải chiến đấu với một con quái vật vô cùng hung dữ để có thể lấy được bông hoa đó. Và cuối cùng họ cũng đã lấy được. Liệu trong tập này Phong Cận có thể tỏ tình được Sammy hay không? Mời các bạn đón xem. Bây giờ mấy ông thách thức tôi như vậy, ok? Tôi sẽ tỏ tình. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ha 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 ha. Ok mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy gì ở hai bên mình đâu mấy bạn? Xin giới thiệu mấy bạn luôn nha. Ở đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều hoa hồng luôn nè. Bạn thấy ghê không? Rồi mình còn trải thêm cả thảm đỏ nè. Mấy bạn biết để làm gì không? Như những bạn nào đã xem ở trong tập trước thì mình nghĩ rằng mấy bạn cũng biết là mình đã kiếm được một cái bông hoa ở thế giới phép thuật. Và bông hoa này là bông hoa Sam rất là thích luôn. Và mình đã quyết định mình sẽ sử dụng bông hoa đó để tặng cho Sam. Và sau đó là mình sẽ tỏ tình Sam mấy bạn ơi. Hy vọng rằng Sam sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem những gì mình chuẩn bị để tỏ tình Sam nha. Đây các bạn coi nè. Hồi nãy mình đã giới thiệu đó thì hai bên này mình đã trang trí hoa hồng. Và mình đã lót thêm một cái thảm đỏ nè, thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ cần bước đi thế này nè. Thì ở hai bên chúng ta sẽ có hoa hồng ở hai bên bạn ơi. Nhìn rất là đẹp luôn nha, cực kỳ lãng mạn luôn. Mình mà là con gái ha, mà có anh nào tỏ ra tình mình kiểu này chắc mình cũng đồng ý luôn á. Trời ơi trời, quá lãng mạn còn gì nữa đúng không? Ok, lãng mạn dễ sợ đó. Sau khi bước đến đây nè, thì bạn thấy ở trước mặt chúng ta đã chính là một cái sân khấu và có nguyên cái trái tim to đùng luôn các bạn ơi. Và cái trái tim này á cũng giống như là cái lần trước mình xin lỗi Sam á bạn. Thì mình xin lỗi Sam, mình cũng trang trí như thế này nè. Thì Sam đã đồng ý tha lỗi cho mình rồi. Thì mình nghĩ rằng nếu như tỏ tình chúng ta cũng trang trí như thế này thì bảo đảm Sam cũng sẽ rất là thích luôn đúng không? À, ok. Thì bây giờ để mình xem coi ở đây nè, mình còn chuẩn bị thêm một cái bàn để đồ ăn nè. À khoan tự, để mình bỏ đồ ăn lên đã. Mình có mua một ít trái cây nè, mình sẽ để trái cây lên. Đó, nhìn trái cây siêu ngon luôn bạn ơi. Và ở đây mình có chuẩn bị thêm cả nước ngọt nữa. Đấy, nước ngọt nè. Ok. Và bánh kem, đúng rồi. Tỏ tình không thể nào thiếu bánh kem được đúng không? Ok, rồi bánh quy nữa nè. Đấy. Rồi sau đó là thêm cả gọi là món mì nữa. Đây ok. À, còn gì không ta? À đây, có món bánh kem nè. Đó, bánh kem siêu dễ thương luôn. Và thêm một cái bình mật ong nữa đi. Với lại là thêm gà quay nữa. Trời ơi, gà quay là món mà mình rất là thích và Sam cũng rất là thích luôn nha. Nếu những bạn nào không biết á thì mình với Sam rất là thích ăn gà quay KFC luôn ấy. À, không, gà KFC ta gọi là gà chiên chứ đúng không? Gà chiên KFC luôn, cực kỳ ngon luôn nha. Đấy, thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong bàn đồ ăn rồi nè. Ở trên sân khấu á thì mình có chuẩn bị thêm cả những cái hộp quà nè. Và món quà đặc biệt nhất nha các bạn nha. Các bạn biết món quà đặc biệt nhất là món quà gì không? Chắc là mấy bạn nào xem tập trước thì chắc mấy bạn cũng biết là ở tập trước mình với hội anh em đã cố gắng qua bên thế giới phép thuật để có thể đem cái bông hoa này về. Đây này, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây, đây chính là bông hoa hồng của thế giới phép thuật nha các bạn. Nếu như những bạn nào mà chưa xem tập trước thì nhớ vào xem để ủng hộ cho mình nha. Ok. Thì sẽ đây sẽ là món quà đặc biệt mình tặng cho Sam nè. Mình sẽ bỏ vào đây cho nó bí mật các bạn ơi. Bảo đảm Sammy sẽ rất là bất ngờ luôn nha. Ok. Còn ở đây thì mình có chuẩn bị thêm cả bóng bay nữa nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây. Thì mình có đến tận gọi là ba món quà để tặng cho Sam luôn nha các bạn nha. Món quà đầu tiên chính là bàn thức ăn này đây. Đấy. Người ta thường nói rằng là con đường nhanh nhất đến với trái tim của một người con gái đó chính là con đường bao tử đó. Mấy bạn thấy không? Những cái bạn nữ á, các bạn nữ rất là thích kiểu như là uống trà sữa nè, thích ăn uống nè. Đấy, cho nên là bạn nam nào mà muốn tỏ tình ai đó thì cứ tặng trà sữa với lại đồ ăn là bảo đảm luôn, bạn nữ sẽ rất là thích. À, trừ mấy cái bạn nữ nào mà bạn đó không thích ăn đồ ăn thì cái đó là thất bại, là không phải do lỗi mình đâu nha. Tại vì đa phần con gái rất là thích trà sữa và ăn uống luôn, cho nên cứ tặng đồ ăn đi các bạn. Đấy. Ok. Thì đó, món quà đầu tiên chính là bàn đồ ăn nè. Ấy, mà mình không biết Sammy có thích ăn đồ ăn không ta.
Sammy á bạn, thì theo như mình tìm hiểu thì Sam không hề thích uống trà sữa tí nào. Mình không biết lý do sao nữa, tại vì mình thấy đa phần con gái rất là thích uống trà sữa. Nhưng không sao, Sammy lại thích, lại rất là thích ăn gọi là trái cây nè, với lại là gà quay nè, rồi bánh kẹo nữa, cho nên là mình nghĩ bàn đồ ăn thế này là hợp lý rồi, không cần trà sữa đâu. Ok rồi, và ở trên đây bạn thấy là có nguyên cái trái tim to đùng rất là lãng mạn luôn, và mình sẽ đứng ở đây để mình tỏ tình Sam. Mấy bạn ơi, mình sẽ tỏ tình chỗ này nha. Đấy, món quà đầu tiên là bàn đồ ăn, còn món quà thứ hai bạn biết là gì không? Đó chính là mình sẽ hát bài Anh Hứa Là Yêu để tặng cho Sam. Mấy bạn ơi, Sammy gọi là rất là thích cái bài này của mình luôn, cho nên là mình sẽ hát cái bài này, không, ta gọi là rap chứ, mình sẽ rap cái bài này để tặng cho Sam nha. Còn món quà thứ ba thì tất nhiên rồi, món quà thứ ba sẽ là bông hoa này. Và sau khi mà tặng xong ba món quà thì mình sẽ tỏ tình Sam nha bạn. Các bạn hãy cùng nhau đón xem coi mình sẽ tỏ tình Sam như thế nào nha. Hãy cùng xem nha. Hồi hộp quá. Còn bây giờ thì mình phải đứng đây mình đợi Sam tới trường học đi rồi mình sẽ tỏ tình. Hy vọng là Sammy tới trường học chứ không phải là thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng tới đây sẽ thấy mình chuẩn bị đóng đồ thế này, hiệu trưởng la mình chết luôn á trời. Ok, hy vọng là Sam tới trường chứ không phải là thầy hiệu trưởng nha. 3 hours later. Ôi, trời ơi, đợi từ nãy đến giờ 3 tiếng đồng hồ rồi mà sao không thấy Sammy đâu hết vậy ta? Ôi, trời ơi, các bạn ơi, không biết giờ này Sammy đang làm gì ở nhà mà sao đến giờ này chưa thấy Sam qua ta? Rõ ràng hồi sáng nay mình có nhắn tin cho Sam, mình bảo là Sam ơi, nhớ là 12 giờ trưa nay nhớ ghé qua trường học nha, tôi có chuyện muốn nói, mà sao đợi từ nãy giờ không thấy Sam đâu vậy ta? Trời ơi, đồ ăn nguội hết trơn luôn rồi nè, mà bà Sam bà chưa tới nữa, còn mình thì mình buồn ngủ muốn chết luôn bạn ơi. Thôi không sao, cứ cố gắng đợi thêm tí nữa vậy. Nói chung là chờ đợi là hạnh phúc mà các bạn. Đó, bạn nhớ nha, chờ đợi là hạnh phúc nha, cho nên hãy chờ thôi. Nhưng mà mình buồn ngủ quá. Thôi, cố gắng chờ vậy. A few minutes later. Đi học thôi là đi học thôi là la la la. Wow, trời đất ơi, cái gì đây? Hoa hồng, thảm đỏ, trời đất ơi, hôm nay trường mình tổ chức cái gì mà sao đẹp dữ vậy? Ôi, nhìn lãng mạn thật sự. Kiểu này chắc chắn trường đang tổ chức cái sự kiện gì đó to lắm nè. Thôi bây giờ đi học thử xem có cái sự kiện gì à. La 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 la. Wow, cái lễ gì mà trang trí đẹp dữ hình ta. Có bong bóng nè, có đồ ăn nè, mà trên sân khấu còn có trái tim nữa. Ủa, hình như trên sân khấu hình như có ông Phong thì phải. Mà ông Phong làm gì trời? Để lên xem thử nè. Ui, Sammy tới, Sammy tới mấy bạn ơi. Ôi, ông làm gì trên sân khấu vậy? Hello Sammy, trời ơi, trời, hôm nay bà nhìn thấy gọi là cái bữa tiệc như thế này mà bà không biết là hôm nay tôi đang chuẩn bị gì cho bà sao? Hôm nay tôi đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ và có được một cái món quà rất là đặc biệt muốn dành tặng cho bà luôn á nha. Ôi, bữa tiệc này ông làm hả? Đúng rồi. Chán dữ vậy? Bà không biết hả? Bà nhìn đi, tất cả hoa ở đây, bong bóng rồi quà rồi đồ ăn ở đây nè, tôi đều là người chuẩn bị hết trơn luôn á, một mình tôi chuẩn bị luôn á, là để tôi có thể gọi là tạo cho bà một điều bất ngờ. À mà khoan từ, lại đây Sam, đây. Tôi xin giới thiệu với bà, đây chính là bàn đồ ăn do tự tay tôi nấu luôn á nha, tôi tự nấu luôn á, ghê không? Ông tự nấu mà ăn được không vậy? Trời, tất nhiên là ăn được rồi, tôi nấu ăn hơi bị ngon á, đâu phải một mình bà biết nấu ăn đâu. Thôi bây giờ Sam lên trên ghế ngồi đi, lên trên ghế ngồi đi. Ok. Rồi. Ok, đấy thì hôm nay để bạn ơi, mình đã tổ chức cái bữa tiệc này để tặng cho Sam một món quà bất ngờ, thì Sam có thích không Sam? Ôi, thích dễ sợ luôn à, vậy mà tôi tưởng là chưa tổ chức chứ. Tất cả mọi thứ ở đây đều là tôi chuẩn bị rất là lâu luôn để có thể dành tặng cho Sam á nha. À mà khoan đã, vẫn còn một món quà nữa mà tôi rất là muốn dành tặng cho Sam luôn. Đó chính là một bài rap do tôi tự sáng tác, mang tên là Anh Hứa Là Yêu đấy. Và bây giờ Sammy cùng với mấy bạn fan hãy cùng nhau lắng nghe phong rap nha. Anh hứa là yêu em suốt đời. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh đây không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa, bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh
nàng công chúa xinh hương lọ lem, để hoàng tử bị mất trái tim và người đang giữ đây chính là em. Vâng, và vừa rồi chính là bài rap Anh Hứa Là Yêu do Phong Cận TV tự sáng tác dành tặng cho Sammy. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin cảm ơn, cảm ơn. Trời đất ơi, tôi ngưỡng rap hay vậy luôn á Phong. Trời ơi, ngưỡng mộ quá à. Trời ơi, tất nhiên là tôi phải rap hay rồi. Bởi vì là tôi tự sáng tác mà. Tặng hoa chơi gọi là rapper vậy không? Tặng hoa luôn hả? Trời ơi bạn ơi, lần đầu tiên được Sammy tặng hoa á bạn ơi. Ngại muốn chết luôn á trời. Mà tôi nói thiệt luôn nha. Là tôi rất là mê anh Đen Vâu mà. Với lại là anh Binzy luôn á bạn. Tôi rất là mê hai anh đó luôn. Bởi vì cho nên là tôi mới thích rap á. Nhưng mà có điều là tôi không rap hay bằng hai anh đó thôi. Nhưng không sao, rap hay không bằng hay rap đúng không các bạn? Đó. Ok, thì Sáu ơi, đây nè, đây là cái món quà bàn đồ ăn này, chính là món quà đầu tiên tôi tặng cho bà. Bây giờ cái bài hát này là món quà thứ hai, tôi vẫn còn thêm một món quà nữa nha. Ủa, mà trời ơi, ông tặng tôi quá trời quà vậy? Đúng rồi, bây giờ nè, mời bà lên sân khấu, mời bà lên sân khấu. Rồi ok, rồi tôi dẹp cái mic rồi đó. Ok, rồi, bà có thấy cái hộp gì ở đây không? Cái hộp màu vàng vàng à, thấy không? Cái gì đây? Ủa, tặng tôi cánh cửa hả? Gì kỳ vậy? Nè. Cái cửa gì bà nội? Cái này là cái hộp quà của tôi á, mà tôi phải che nó lại bằng mấy cái cửa, hiểu không? Để cho không cho bà thấy, hiểu không? Để tạo sự bất ngờ, hiểu không? Hay dữ ta. Ôi, trong này có gì vậy? Trời, có gì còn lâu mới nói, phải để tạo sự bất ngờ chứ. Bây giờ Sammy qua bên đây đứng đi. Qua đây đứng. Rồi, đứng đi. Rồi sao, ok. Sao nữa? Bây giờ nha. Bây giờ nè, tôi sẽ mở hộp quà này ra. Bây giờ bà hãy quay mặt qua bên kia nha. Tôi đếm từ 1 đến 3 bà mới được quay lại nha. Rồi ok, trời ơi hộp quá à. Ok bạn ơi, hey, được rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tặng cái bông hoa này cho Sammy nha các bạn nha. Mình không biết là Sammy có thấy thích cái bông hoa này hay không nữa. Hy vọng là Sammy sẽ thích. Và hy vọng rằng là nhân thời cơ này mình sẽ có thể tỏ tình được Sammy với bạn ơi. Mình rung quá à, không biết có tỏ tình thành công hay không đây. Sợ muốn chết luôn trời. Bình tĩnh. Ok, rồi để mình mở quà ra. Ok Sam ơi, để tôi tí nha, tôi đang mở quà nha. Để tí. Rồi ok, tôi đợi nè. Rồi. Bây giờ tôi mở quà xong rồi nè, bây giờ tôi đếm từ 1 đến 3 nha. Chuẩn bị nè. 1 2 3 quay lại. Đây. Trời ơi, hoa của thế giới pháp thuật luôn hả? Đúng rồi. Đẹp quá. Đây là bông hoa của thế giới phép thuật. Cái bông hoa này trong thế giới phép thuật đó ha, là chỉ có duy nhất 100 bông thôi. Mà muốn kiếm được những cái bông này á thì sẽ rất là khó khăn luôn, phải đánh nhau với một con quái vật á. Bà biết không, trong tập trước á, nếu như bạn nào mà có coi trong tập trước thì chắc các bạn cũng biết, mình với lại hội anh em đã rất là cố gắng gọi là tiêu diệt một con quái vật ở trên gọi là thế giới băng tuyết để có thể lấy được bông hoa này về tặng cho Sammy đó luôn á nha. Cái bông hoa này là bọn tôi cực khổ á, gặp con quái vật nó to đùng luôn, nó quýnh bọn tôi quá trời luôn. May bọn tôi gọi sao ta, vẫn cố gắng đem nó về tặng cho bà, ghê không? Cỡ Phong nha, trời ơi đẹp quá à. Đẹp đúng không? Đẹp lắm luôn. Ok bạn ơi, mình thấy rằng hình như là Sammy thích cái bông hoa này rồi các bạn ơi. Hy vọng là bây giờ Sammy thích bông hoa này thì Sammy sẽ thích luôn mình luôn. Thôi đùa thôi. Bây giờ mình nghĩ rằng là thời cơ đến để cho mình tỏ tình rồi các bạn ơi. Hey, cố gắng lên nào, bình tĩnh nào Phong. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ cổ vũ cho mình nha, chứ mình run quá à. Mình không biết là có tỏ tình thành công hay không nữa, chứ mình run quá mấy bạn ơi. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Sam ơi. Sam. Gì vậy? Tôi nói bà nghe nè. Tôi tặng cái bông hoa cho bà thấy thích không? Thích chứ, nó hiếm mà. Tự nhiên tôi phải thích mà, đúng không? Thích đúng không? Tôi nói bà nghe nè. Thật sự là từ trước giờ là tôi với bà làm bạn với nhau cũng rất là lâu rồi. Và tôi cũng có tình cảm đặc biệt dành cho bà. Thì sẵn dịp hôm nay tôi tổ chức cái bữa tiệc hôm nay nè. Là để tôi muốn bình tĩnh. Cố gắng lên. Hồi hộp quá bạn ơi. Tôi thích bà. Cho nên là hôm nay tôi muốn tổ chức cái bữa tiệc này là để tôi tỏ tình bà. Và bà có thể nào làm bạn gái với tôi được không Sam? Ông thích tôi hả? Đúng rồi, tôi rất thích bà luôn. Thực sự thì tôi cũng rất thích ông. Hả? Cái gì? Bà cũng thích tôi hả? Mấy bạn ơi, Sammy cũng thích mình mấy bạn ơi. Vậy là chắc chắn là 90% là thành công rồi các bạn ơi. Sammy, vậy bà cũng thích tôi. Vậy thì bà có thể nào cho tôi xin phép được hẹn hò với bà được không? Nhưng mà tôi nghĩ tụi mình chỉ hợp làm bạn thôi. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi thích bà
bà cũng thích tôi thì bọn mình chẳng lẽ không thể hẹn hò với nhau được sao? Tại sao phải làm bạn? Thì ông biết mà, tôi là phù thủy, ông là con người, làm sao yêu nhau được? Với lại ở thế giới phép thuật của tôi á, tôi không thể nào yêu con người được. Cái gì? Xin lỗi Phong nha, tôi xin lỗi. Sam ơi, đợi tí Sam ơi. Sam, ủa, thế giới phép thuật là không thể yêu con người được sao? Chẳng lẽ phù thủy không thể yêu con người được sao? Tại sao lại có cái quy luật gì mà vô lý nó như vậy chứ? Rõ ràng là mình thích Sam, mà Sam cũng thích mình mà, tại sao chứ hả? Sammy dù là phù thủy thì cũng chỉ là con người thôi. Tại sao bọn tôi không thể đến với nhau được chứ hả? Tại sao chứ hả? Chẳng lẽ chúng ta chỉ mãi mãi có thể làm bạn với nhau thôi sao? Ai cũng đã có đôi có cặp hết rồi, tại sao tôi thích bà nhưng mà chúng ta lại không thể nào đến được với nhau chứ? Không thể nào không công bằng. Đúng là không công bằng mà. Tôi không tin điều đó đâu. Tại sao chứ hả? Tại sao chúng ta không thể đến với nhau được chứ? Tại sao chúng ta phải làm bạn? Cuộc sống này đúng thật là quá bất công với mình mà. Tại sao chứ hả? Nhưng mà khoan, có khi nào là do mình quá vội vàng không mấy bạn? Nhiều khi là do mình tỏ tình Sam quá bất ngờ, cho nên là Sammy mới từ chối mình. Sammy cũng thích mình mà, nhưng là do là Sammy là phù thủy, còn mình là con người, cho nên là không thể nào đến với nhau được thôi. Nhưng nếu như mình để cho Sam một thời gian dài để Sam suy nghĩ, thì có khi nào mọi chuyện sẽ thay đổi không ta? Chắc là vậy rồi. Thôi không sao, không sao cả. Bây giờ mình chỉ cần cho Sam thời gian để Sam suy nghĩ lại thôi. Đúng rồi, không sao, Sammy cũng thích mình mà, chắc chắn Sam sẽ đồng ý. Bình tĩnh thôi. Có lẽ là bây giờ mình cần phải nói với Sam, cho Sam thêm thời gian. Ủa cái gì vậy? Hả? Nhà của Sam đâu rồi? Ủa cái gì vậy mấy bạn ơi? Tại sao rõ ràng là nhà Sam là nằm ở đằng sau nhà mình mà sao tiên bây giờ nhà Sam biến mất rồi? Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa mới thời sáng nay mình vẫn còn thấy nhà của Sam mà, tại sao bây giờ nhà Sam lại biến mất rồi? Ủa Sam ơi, Sam ơi, bà đâu rồi Sam ơi? Phong à, tôi thật sự xin lỗi ông. Bây giờ tôi phải quay trở về thế giới phép thuật thôi, vì tôi đã sống ở trên thế giới loài người rất là lâu rồi. Rất cảm ơn ông trong thời gian vừa qua đã bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm động về điều đó. Hy vọng ông sẽ luôn nhớ về tôi. Tạm biệt ông. Sam, bà không được đi. Tại sao chứ hả? Tại sao chứ? Tôi luôn luôn đối xử tốt với bà mà, tại sao bà lại bỏ tôi đi chứ hả? Tôi không cho phép bà đi. Bà phải quay trở lại đây với tôi. Sao mà không được đi? Tôi nói rồi đó, nếu như bây giờ bà không quay lại đây thì tôi sẽ mãi mãi giận bà luôn á. Tôi giận bà lắm luôn á. Sam, đúng rồi, cánh cổng đến với thế giới phép thuật. Cánh cổng biến mất rồi. Trời, tại sao bây giờ cánh cổng lại biến thành nước như thế này? Làm ơn đi, làm ơn cho tao quay đến thế giới phép thuật đi mà, cổng ơi, làm ơn mở ra đi mà. Sam, tôi không muốn bà đi đâu.